nhá, hiện tại thì đang em trai. Ok, tay mở cửa ngoài bên nào nhờ? Bên lái đúng không? Thế thì em lùi lại đây. Bạn giày đi rồi, em lùi lại cho anh phát, cho anh thay cho. Tại đây đang bắn cái tay bắn cái mưa gió anh em nhá. Này thì giống như tất cả các dòng mưa khác thôi anh em ạ. Rất là đơn giản thôi, các bạn bắn cho mình 3 con vít nhá anh em nhá. Bắn cho mình 3 con vít. Đấy, bên là 3 con vít này các bạn này. Đây, bắn vít 4 cạnh này, sau đó các bạn là bắn keo silicone bên trong này. Đấy, bắn trực tiếp xuống như mình. Đấy, các bạn bắn ra ngoài cùng trước, dồn đều. Đấy. Sau đó, ấn. Đấy, sau đó bắn. Đó, ok cho anh em. Led luôn. Đấy, sau đó bắn xong thì chúng ta lại bắn lại keo silicone bịt đồ đó của anh em nhé. Ok anh em, thế là xong bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Anh em nào mà lấy ha, anh em ủng hộ mình nhá các bạn ơi. Rồi, thế là xong rồi bạn này. Bên này bịt luôn. Anh em nhớ lấy ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Em nhá, rồi mình đã lắp cho em mình xong. Cảm ơn em trai lấy gì? Lấy đi em trai. Có bán cái gương biết sao xe đó không? Có cho em, có phân xít có chứ, thiếu gì đầy mà. Thay luôn đi về nhà thay em trai. Thay luôn. Kia em trai rất là nhiều nhá. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Đấy, ok cho các bạn. Mùi này thì nó sẽ bằng kít kịt luôn anh em nhá. Kít kịt cái này của anh em, nên anh em đi em kiểm anh em không sợ tháo ra đâu. Nếu các bạn mà lắp nó cao hơn cái này thì các bạn sẽ bị tháo ra, nhưng mà các bạn nạp dưới cái này thì các bạn chạy thoải mái luôn. Đó, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn anh em nhá. Hiện tại thì đang em trai. Ok, tay mở cửa ngoài bên nào nhờ? Bên lái đúng không? Thế thì em lùi lại đây. Bạn giày đi rồi, em lùi lại cho anh phát, cho anh thay cho. Tại đây đang bắn cái tay bắn cái mưa gió anh em, tất cả các dòng mưa khác thôi anh em ạ. Rất là đơn giản thôi, các bạn bắn cho mình 3 con vít nhá anh em nhá. Bắn cho mình 3 con vít. Đấy, bên là 3 con vít này các bạn này. Đây, bắn vít 4 cạnh này, sau đó các bạn là bắn keo silicone bên trong này. Đấy, bắn trực tiếp xuống như mình. Đấy, các bạn bắn ra ngoài cùng trước, dồn đều. Đấy. Sau đó ấn. Đấy, sau đó bắn. Ok cho anh em. Led luôn. Đấy, sau đó bắn xong thì chúng ta lại bắn lại keo silicone bịt đầu đó của anh em nhé. Đấy, bịt đầu không? Ok anh em, thế là xong bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. Anh em nào mà lấy ha, anh em ủng hộ mình nhá các bạn ơi. Rồi, thế là xong rồi bạn này. Đi lại phát đây. Đấy, bên này bịt luôn anh em. Anh em nhớ lấy ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nhá. Rồi mình đã lắp cho em mình xong. Cảm ơn em trai lấy gì? Lấy đi em trai. Có bán cái gương biết sao xe đó không? Có cho em, có phân xít có chứ, thiếu gì đầy mà. Thay luôn đi về nhà thay em trai. Thay luôn. Kia em trai rất là nhiều nhá. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Ok cho các bạn, mùi này thì nó sẽ bằng kít kịt luôn anh em nhé. Kít kịt cái này của anh em, nên anh em đi em kiểm anh em không sợ tháo ra đâu. Nếu các bạn mà lắp nó cao hơn cái này thì các bạn sẽ bị tháo ra, nhưng mà các bạn nạp dưới cái này thì các bạn chạy thoải mái luôn. Đó, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Anh em ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn.